Trời ơi cá chết. Trời ơi con cá vô. Ngụy trang kỹ quá mà vẫn bị mất cả nhà. Đây, tới cái kế tiếp nè. Có cá quần. À, được cầu cẩn nha. Chào cả nhà, lại là mình đây. Để hôm nay tiếp tục hai anh em mình sẽ đi thăm lợn cá cả nhà. Nay 4 ngày rồi, anh em mình chưa có đi thăm. Thì cả nhà cũng theo chân anh em mình để coi hôm nay anh em mình có những gì nha. Tới cái đầu tiên luôn. Bốn ngày rồi không chết mới sợ. Bung hay gì vậy? Trời ơi, cá chà bá luôn. Chết đúng cá bự. Chết đúng ngàn cá bự luôn. 4 ngày rồi. Bắt ra luôn. Ủa, cái ăn cà phê bự ủa quá. Hôm qua thăm là không có chết rồi. Công chuyện nhiều quá. Không có thời gian đi thăm luôn. Mới chết. Cá mới chết hả? Ừ, quá trời bự luôn. Ổn quá. À, mình sẽ di chuyển tới các cái tiếp nha. Trời ơi cá chết. Trời ơi con cá vô. Uống ù luôn cá vô quá trời bự. Con cá sạch chết rồi. Trời ơi con cá vô khủng cả nhà. Thế chứ. Còn con cá sặc giếng đầu, hai con luôn. Giếng đầu bắt luôn. Còn con trên đây nữa nè. Còn con bự. Dạ luôn. Bắt luôn. Đây, đi chuyển tới cái kế tiếp nha. Cái này không có chắc mình cũng dời đi luôn. Có đựng con cá chậm cái nha. Con này chắc khoảng tầm 300 gram thôi. Cũng được. Mình giờ sẽ dời đi luôn. Chỗ này giờ ít quá. Có khi cũng bự luôn. Ngon lành. Gồm bảy gì bớt quá. Ừ, kiếm chỗ đặt. Xe đi tới cá kế tiếp nè. Không biết ở bên khu vực này. Ủa mình nhớ có đặt ở đây cái mà ta. Rồi mất rồi. Lại bị mất rồi. Mất bảy nữa cả nhà. Ở cái khu vực này mình bị hôm nay mình bị mất chắc cũng 5-6 cái bẫy à. 5-6 cái lờ.
ngụy trang kỹ quá mà vẫn bị mất cả nhà. Đây tới cái kế tiếp này. Có cá hoàng. Được cầu cẩn nha. Cũng được. Những cá này cả nhà, đem kho tiêu. Kho tiêu là bá cháy luôn. Anh mình thì bên kia đang thăm cá bên kia nha. Có gì không? Kiếm chỗ khác. Ừ, chỗ này tàn, hôm nay dính hoài mà dính tàn cá nhỏ không, không có lớn. Không vô cá bự. Nhảy nữa hết à. Rồi, đặt lại đi. Sẽ di chuyển tới cái kế tiếp. Sạc không. Cái gì bên đó dữ vậy? Như nó lùng lùng đây. Ai biết? Đúng ai lội. Ủa? Đúng ai lội quá vậy? Lùng 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 lùng. Không giỡn đâu. Trời ơi. Cái bự không? Vì làm khô mấy con. Đi chuyển tiếp nha. Này cái này mà không có nữa chắc mình cũng dời đi luôn. Trời ơi, sao chạy ra tới múc mũ ngoài đây? Trời ơi, bị ai thăm trước rồi? Bị người thăm trước tại vì cái này cái bữa còn mười mấy con cá sặc luôn mà em không đổ nè. Nay nó chạy ra tới ngoài luôn. Ai mà biết vô tới trong kẹt này dữ vậy ta. Hay thiệt chứ. Cá chết hả? Con gì à? Mười mấy con cá sặc luôn mà mất hết giáo rồi. Quăng cái bẫy của nó ra ngoài luôn, không để vô chỗ cũ nữa. Do tình trạng là mình đi thăm mà có người khác thăm trước á. Thăm trước có nhiều cái mà dính á, người ta cũng bắt hết luôn, rồi người ta lấy luôn. Ta lấy luôn cái lợp của mình. Thì bây giờ chắc mình với anh mình sẽ giúp hết mấy cái lợp ở khu vực này luôn. Mình sẽ đi kiếm một chỗ khác đi. Chứ bị mất nhiều quá rồi. Tính là đặt lại cả nhà. Hồi nãy đang đặt lại luôn. Bây giờ thì anh em mình giúp luôn. Đi chỗ khác đặt.
hay phát hiện cả nhà, cái lờ của anh em mình nè, mình đặt ở dưới mà giờ nó treo lên trên cây luôn nha. Đây cả nhà thấy người ta phá tới mức vậy. Đâu có, cái đó về chọt cây vô lại bình thường à, không sao. Ở trong đây mình cũng còn cái nữa mà, không biết còn không, đây còn mà không biết người ta có thăm trước hay không thôi, chứ cái bẫy của mình người ta dục ngay chỗ đó gần quá, chắc cái này ta cũng thăm rồi. Đây, ta thăm giáo rồi nha, thấy nẻ không, dục luôn. Nếu mà anh em mình còn đặt ở đây á, anh em mình không có theo dõi được, thứ nhất là không có đi thăm mỗi ngày được, tại vì nhiều mà mình đâu có mọi thể mỗi ngày mỗi đi thăm này, còn làm công việc này công việc nọ nữa. Còn người ta cứ canh mình đi là người ta bắt à. Vắng gì vậy trời ơi, uổng cắm đầu xuống nè, phải trời ơi nhắn gì mà mập nóng lạnh thì chứ quá trời bự luôn, nước đồng mà nó bự thì ghê thì chứ, đó giờ mới thấy còn bự vậy á. Giúp nghe ra đi đổ luôn, nó vô mà cắm cái đầu xuống nước phải trên là sống rồi. Ngáo mà. Đâu được cái giống bự chết uổng quá. Tiếc. Đầu nó cái trên mé, cái trên không chịu rồi. Cắm đầu thôi. Đâm đầu ra rồi. Đâm mạnh con nào đâm đầu ra dính lên rồi kìa. Dính lên gì? Dính lưới. Biết ai dở lá ra đó, cái bữa có che lá mà nè, ai dở lá bỏ lòng trống lỏng trống liễu luôn. Trời con là mừng rồi, dứt về luôn. Anh mình giờ cầm một bao lờ về luôn. Bị tham trước không? Không có một con. Vậy không sao chịu nổi. Mình sẽ thăm cái cuối cùng ở khu vực này luôn cho cả nhà. Không biết cái này có ai thăm chưa nữa. Bao nhiêu cái thì người ta thăm hết rồi. Đây. Cái này còn che lá nữa, không biết có thăm không nữa đây. Không có gì luôn. Có sạch. Mới có sạch rồi đó nha. Cái này trùng kẹt lên tên người ta không thấy nè. Thôi, mình sẽ đi lên luôn. Đổ cá ra giờ mình về nhà mình quay kết quả cho cái nhà xem nha. Mình sẽ tới cái cuối cùng luôn nha. Cuối cùng của ngày hôm nay luôn, mình sẽ rút về luôn. Mình không đặt nữa. Mình sẽ kiếm chỗ khác mình đặt chứ đặt. Người ta lấy cá thì không nói mà người ta còn lấy bẫy của mình nữa. Nên thôi, mình rút về hết. Trời ơi, ủa, trời ơi, đúng cái không có chai mà vô cái lóc cả nha.
Ôi kỳ vậy ta. Vô cá lóc cả nhà. Chết nữa. Tức ghê. Đây là bao nhiêu cái là anh em mình gom về nè. Gom về mười mấy cái. Chán ghê. Anh mình vào vụ bèo. À, người ta ăn á cháo. Mình không có tiếp một hai con cá gì đâu, nhưng mà đừng có phá của anh em mình thôi. Ao sâu cá lội dưới bèo. Lần qua tôi ngồi giúp chữ khó coi. Chưa. Về đi luôn rồi. Chưa ăn uống gì. Tôi cũng ăn chữ. Nè, có cá vô làm đồ ăn rồi nè. Ngồi gục cái buồn ngủ, ngủ quá trời ngủ luôn. Có cá vô làm đồ ăn rồi nè. Đi lên nằm gọi đồ ăn luôn. Cá vô bự quá hả? Ừ, cá vô chà bá luôn. Của anh em mình nha cả nhà. Nếu mà không bị người ta thăm trước thì cũng sẽ nhiều lắm nha. Đây mình đặt tới mấy chục cái luôn mà. Mất giết giờ còn có mười mấy cái cả nhà. Mình gom bảy gì hết luôn. Còn có mình chỉ để lại vài cái khu vực của mình thôi. Còn khu vực xa xa mình đem về hết à. Dính được vô đây thôi. Thì nó vô đây thì cũng nhiều rồi. Vậy thì cũng được nha cả nhà chứ không có ít gì mấy. Này thì mình chắc sẽ hơi khô nha. Nói chung thì video anh em mình cũng xin dừng tại đây nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích kênh thì cả nhà ủng hộ cho kênh Hiếu Hiền Vlog nha. Còn giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.